Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2021, Đảng ủy Quân khu 2 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là thường xuyên phối hợp với các lực lượng, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ. Tổ chức diễn tập các phương án ở các cấp có nhiều đổi mới và đều hoàn thành tốt. Lực lượng vũ trang quân khu tích cực chủ động phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ được mở rộng, kỷ luật kỷ cương trong đảng được tăng cường, công tác đối ngoại quốc phòng tham gia tích cực hiệu quả thực chất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2021, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp có thể xảy ra, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân khu, trong đó Quân khu 2 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là điểm sáng về công tác quân sự quốc phòng năm 2021, đồng thời định hướng một số nội dung quan trọng và gợi mở những chủ trương giải pháp để Đảng ủy Quân khu nghiên cứu vận dụng, bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo năm 2022. Hội nghị tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 với tỉnh ủy, 9 tỉnh trên địa bàn. Chiều ngày 27 tháng 12, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án số 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở xã phường thị trấn giai đoạn 2021-2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo đề án 05. Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ đảng viên cơ sở, góp phần cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt phổ biến nội dung đề án 05, các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa triển khai thực hiện đề án và thảo luận các giải pháp thực hiện. Các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện đề án đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, phân tích về thuận lợi khó khăn và một số giải pháp trọng tâm. Đồng thời đề xuất kiến nghị với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Đề xuất một số giải pháp để triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy huyện với ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh trong việc bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, kỹ năng công tác, cập nhật kiến thức cho cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở theo yêu cầu đề án 05. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo đề án 05, đã ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu, thể hiện nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao trong việc quán triệt cụ thể hóa triển khai đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để đề án được triển khai theo đúng lộ trình đã đề ra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện thị thành ủy, đảng ủy cần sớm thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp huyện và triển khai nghiêm túc quy chế phối hợp. Trước mắt cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2022.
Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cần khẩn trương phổ biến quán triệt đề án 05 gắn với nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác phối hợp với trường chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện để đào tạo bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cơ bản. Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh tại các ban sở ngành cấp tỉnh và trường chính trị tỉnh chủ động tích cực tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện đề án. Tại hội nghị cũng đã diễn ra ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường chính trị tỉnh, Ban Thường vụ các huyện thị thành ủy trong công tác tham mưu chỉ đạo hướng dẫn tập huấn kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 12, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gặp mặt đoàn đại biểu của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 đến 31 tháng 12. Với phương châm đoàn kết kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của hội trong 5 năm qua, bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng sẽ thảo luận về phương hướng nhiệm vụ của báo chí trong thời đại mới, trong đó có việc báo chí thu phí, đề xuất hỗ trợ báo chí trong giai đoạn kinh tế khó khăn do dịch COVID-19, đổi mới hoạt động báo chí. Bên cạnh đó, đại hội sẽ thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục những vi phạm đạo đức báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí. Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái gồm 4 đại biểu vinh dự đại diện cho gần 200 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Công tác hội đã đi vào nền nếp hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Đồng chí nhấn mạnh, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 lần này vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề của các đại biểu. Đại hội được kỳ vọng với nhiều sự đổi mới, do đó đồng chí mong muốn các đại biểu trong đoàn tham dự đại hội lần này sẽ tập trung đóng góp các ý kiến sâu sắc, xác đáng vào báo cáo chính trị của đại hội, đồng thời quảng bá thêm hình ảnh quê hương con người Yên Bái, tích cực đóng góp vào điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có các nội dung về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức người làm báo, đặc biệt là vấn đề kinh tế, báo chí. Đồng thời, các đại biểu cần phát huy tính dân chủ trách nhiệm, lĩnh hội quan điểm, chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương. Đồng chí mong muốn đoàn đại biểu dự đại hội sẽ đoàn kết, nghiêm túc chấp hành các quy định, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm của tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu dự đại hội, đồng chí Hà Ngọc Văn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, trưởng đoàn đại biểu dự đại hội khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị của những người làm báo trong cả nước. Vì vậy, đoàn hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm, tích cực tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội, góp phần xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh. Ngày 27 tháng 12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức khánh thành trụ sở phòng giao dịch Văn Tiến Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2 tại thôn Bình Lục, xã Văn Phú. Trụ sở phòng giao dịch Văn Tiến, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố 2 được khởi công xây dựng từ quý 1 năm 2021. Sau một thời gian thi công đến nay, đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng. Trụ sở có 7 phòng làm việc với diện tích gần 400m², trong đó phòng giao dịch được đặt tại vị trí thuận lợi, đảm bảo cho các khách hàng được sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại. Việc đưa trụ sở phòng giao dịch Văn Tiến vào hoạt động không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng của hệ thống ngân hàng ngày càng khang trang hiện đại, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo phương châm nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Thị xã Nghĩa Lộ vừa gặp mặt tôn vinh những cán bộ y bác sĩ xung phong đến tuyến đầu của cả nước tham gia phòng chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã chủ động bố trí nhân sự, bác sĩ, điều dưỡng và công tác hậu cần cần thiết cho hoạt động hỗ trợ chống dịch. Trong thời gian từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021, Bệnh viện đã cử 23 lượt cán bộ hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai phòng chống dịch.
trong đó có một cán bộ xung phong đi 2 lượt hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, 23 cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các tỉnh thành phố ghi nhận và tặng bằng khen. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Nghi Lộ đã chúc mừng 23 cán bộ y bác sĩ của thị xã Nghi Lộ tham gia chống dịch, giúp các tỉnh phía Nam kiểm soát được dịch bệnh hiệu quả. Có được thành quả này, một phần là nhờ sự hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, trong đó có các bác sĩ điều dưỡng của thị xã Nghi Lộ. Buổi gặp mặt là nguồn động viên đối với đội ngũ cán bộ y tế của thị xã trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có kế hoạch số 278 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bắt đầu từ tuần thứ tư của tháng 12, Yên Bái triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quá trình diễn ra an toàn và đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi tiếp nhận 15.000 liều vaccine phòng COVID-19, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai tiêm mũi 3 tại các sở ngành, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bệnh viện đã huy động 30 y bác sĩ, nhân viên y tế chia thành 6 bàn tiêm để đảm bảo quá trình tiêm diễn ra nhanh chóng, an toàn và đúng quy định. Hôm nay thì tôi được đến đây đi tiêm mũi 3 thì các anh chị đón tiếp rất là chu đáo ạ. Tiêm xong tôi cảm thấy sức khỏe rất là bình thường ạ. Sau 2 mũi đầu tiêm thì cũng không vấn đề gì ạ. Để đảm bảo an toàn cho tiêm chủng cũng như phòng chống dịch thì chúng tôi dự kiến là tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm tại các cơ quan đơn vị. Chúng tôi bố trí các kiếp tiêm là rất là thành thạo và có đầy đủ các dây chuyền từ sàng lọc, tiêm và theo dõi xử trí sốc phản vệ tại chỗ tiêm cũng như là theo dõi xử trí sau tiêm, đảm bảo có đầy đủ các phương tiện cấp cứu đi cùng, cả oxy rồi thì xe cứu thương. Để triển khai tiêm chủng nhanh chóng, an toàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lựa chọn các cơ quan đơn vị ở vị trí trung tâm, giao thương thuận lợi, đủ điều kiện an toàn tiêm chủng để bố trí các điểm tiêm. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vận hành xe tiêm chủng lưu động để tạo thuận lợi cho người dân đi tiêm đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi đã bằng các nguồn lực hiện có và phối hợp với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là CDC, để chúng tôi có thể là tổ chức tiêm một cách sớm nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Chính vì vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay thì tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, cho nên là đặt ra tình huống mới là để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh viện, nên chúng tôi tổ chức các cái điểm tiêm ở tại thành phố với các cái vị trí khác nhau để mọi người, lãnh đạo và cán bộ viên chức ở các sở ngành có thể tiếp cận với điểm tiêm một cách thuận lợi nhất. Sau khi hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine COVID-19 từ tháng 8 năm 2021, ông Nguyễn Đức An ở tổ dân phố số 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tiếp tục được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra khai báo y tế, ông An đã được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiến hành tiêm mũi 3 theo đúng quy định. Ông rất phấn khởi bởi tiêm vaccine đầy đủ là lá chắn giúp ông an toàn hơn trước dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tôi nghĩ rằng một cái điều là dân chúng ta rất là phấn khởi và vui mừng. Mà khi đã có cái hướng chỉ đạo mà tiêm từ mũi 1, mà đầu tiên là chưa có, và sau đó tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 2 theo quy định, và đến bây giờ cái mũi nhắc lại, thì đây thì tôi thấy là gây quá quá vui mừng, bảo ban nhau là cùng nhau, là khi đã có đến cái lĩnh vực ngày tháng mà theo cái tiêu chuẩn, theo đúng quy định tiêm vaccine, thì chúng ta là nên là mọi người là đều chấp hành cho nó tốt, cho nó nghiêm. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12, ngay sau khi tiếp nhận 20.000 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã triển khai tiêm bổ sung và tiêm mũi 3 cho người dân. Trong ngày đầu tiên, trung tâm đã tiêm cho gần 1.000 người đảm bảo an toàn hiệu quả. Đã chủ động họp ban chỉ đạo tiêm chủng của trung tâm, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng của ban chỉ đạo huyện để phân bổ vaccine cho các đối tượng theo đúng văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Sở Y tế, ra soát những đối tượng mà đi từ xa về này, rồi những đối tượng cư trú trên địa bàn mà chưa được tiêm mũi nào thì chúng tôi cũng lồng ghép tiêm bổ sung để làm sao mà công dân của Yên Bình hay của Yên Bái có được một cái sự vũ khí bảo vệ cho chính mình cũng như cộng đồng, đó là vaccine, và vaccine tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất. Theo kế hoạch số 278 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai tiêm trên 336.000 liều bổ sung cho người dân đã tiêm liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng và tiêm trên 479.000 liều nhắc lại cho những người đã được tiêm ít nhất 3 tháng
sau mũi cuối liều cơ bản. Ngành Y tế tỉnh Yên Bái sẽ triển khai tiêm từ cuối tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 với mục tiêu trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021-2022. Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu vaccine để tổng hợp gửi Viện Vệ sinh Trung ương Bộ Y tế đề nghị được cấp vaccine. Đồng thời cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, do Sở Y tế ban hành các văn bản, các công văn hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, triển khai thực hiện tiêm mũi 3 và tiêm bổ sung cho người dân. Tính đến ngày 26 tháng 12, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm cho 76.234 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có 54.006 trẻ tiêm đủ mũi 2, trên 504.700 người trên 18 tuổi, trong đó có 481.670 tiêm đủ 2 mũi, 3.436 tiêm mũi 3. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cũng như tỉnh Yên Bái, để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch, thì việc tiêm vaccine phòng ngừa chủ động càng trở nên cấp bách. Căn cứ nguồn cung ứng vaccine được phân bổ và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định địa bàn và đối tượng dựa trên khoảng cách tiêm và lộ trình của kế hoạch, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ đủ liều cơ bản cho các đối tượng theo quy định khi tiêm mũi tăng cường, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.